năm 2020, hạn mặn đến sớm và diễn biến phức tạp hơn nhiều năm trước, đe dọa hoạt động sản xuất nông nghiệp và đời sống sinh hoạt của người dân. Theo đánh giá của các ngành chức năng, tình hình hạn mặn năm nay gay gắt hơn so với đợt hạn mặn lịch sử vào cuối năm 2015, đầu năm 2016. Như những năm trước, vùng ngọt hóa Gò Công luôn được quan tâm mỗi khi mùa hạn mặn đến. Bước vào giai đoạn cao điểm này, cống Xuân Hòa, công trình được xem là cứu cánh của vùng ngọt hóa Gò Công, cũng đã đóng lại. Những ngày qua, không thể lấy được nước ngọt. Tình hình này đã làm mực nước tại các kinh trục, kinh nội đồng, các huyện thị phía đông cạn kiệt, dù tỉnh và các huyện đã chủ động tổ chức hàng trăm điểm bơm chuyền. Hiện kinh Phàm Dòng, Tham Thu đã cạn kiệt nguồn nước, nên không thể bơm chuyền vào các kinh sườn. Do đó, khoảng trên 3.000 hectare lúa đông xuân tại các xã Bình Phú, Thành Công, Đồng Thạnh của huyện Gò Công Tây đang thiếu nước tưới. Trước tình hình đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh đã tăng cường cho huyện đắp đặt 6 thuyền bơm trên kênh 14, đoạn cống Trạch Đớn, xã Đông Vĩnh và 5 thuyền bơm tại cống N8 để tiến hành bơm lấy nước từ kênh 14 qua kênh Vàm Dòng, sau đó tiếp tục bơm chuyền qua kênh N8 để phục vụ sản xuất lúa khu vực phía bắc quốc lộ 50. Bên cạnh đó, để đảm bảo vận hành ổn định hệ thống thuyền bơm tại cống Trạch Lớn, ngành điện lực đã thực hiện công trình nâng cấp lưới điện 1 pha đến 3 pha đoạn từ cầu kinh 14 đến cống Trạch Đá. Trong cái thời gian vừa qua đó là tỉnh, huyện và xã đã tập trung mọi cái giải pháp để làm sao là bơm nước để cho bà con là bơm nước lên ruộng để phục vụ cho cái sản xuất. Hiện nay chỉ còn lại cái tuyến kinh là 14 là còn có nước. Thứ hai nữa là cái sông Rầm Vé ở xã Bình Sưng là còn có nước, thì hiện nay tỉnh đang tổ chức là bơm ở những khu vực này để vào các cái tuyến kinh trục chính để bơm chuyền là hai cấp để lên ruộng. Thì với cái tình hình khó khăn như vậy thì đối với phòng nông nghiệp thì cũng đề nghị bà con nhân dân trên địa bàn của huyện Gò Công Tây thực hiện một việc như thế này. Thứ nhất là những cái diện tích nào hiện nay đã gọi là công trái me rồi đó thì đề nghị bà con đừng có bơm nước lên ruộng nữa. Thì cỡ đó thì với cái mực mặt đất mà hiện nay nó còn ấm thế này thì khả năng nó không ảnh hưởng tới năng suất. Còn để dành nước lại cho những cái hộ mà hiện nay là người ta mới đi vào cái giai đoạn đồng và trổ để làm sao tất cả mọi người đều có được cái thu hoạch cái vụ lúa đông xuân. Để đảm bảo đủ nước tưới cho trà lúa đông xuân 2019-2020 đang ở giai đoạn đầm đồng đồng trổ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Tây yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã thị trấn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức về công tác phòng chống hạn mặn với phương châm sử dụng nước tiết kiệm, không để lãng phí nước và không bơm nước lên ruộng khi cây lúa đã hết nhu cầu sử dụng nước. Cụ thể, đối với các xã phía nam quốc lộ 50 của huyện Gò Công Tây, lúa đang trổ đều đến chín sáp, cơ bản an toàn, không nên bơm nước trữ. Riêng đối với 6 xã gồm Đồng Thạnh, Bình Phú, Thành Công, Đồng Sơn, Thành Trị, Bình Nhì của huyện Gò Công Tây nằm phía bắc quốc lộ 50 có nguy cơ thiếu nước cao. Với diện tích 2.369 ha, có 481 ha xuống giống sau ngày 15 tháng 12 năm 2019 và 1.888 ha sử dụng giống dài ngày VD20. Do nước trên các kênh trục chính đã cạn, do đó Ủy ban nhân dân huyện phối hợp với các sở ngành tỉnh khẩn trương hoàn thành trạm bơm từ kênh 14 sang kênh Vàm Dòng, kênh N8 để bơm nước tưới cho diện tích lúa nói trên. Ngoài Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Tiền Giang, Công ty Điện lực Tiền Giang phối hợp chặt chẽ với các địa phương khẩn trương triển khai và xử lý nhanh các vấn đề liên quan phát sinh đến công tác phòng chống hạn mặn trong vùng ngọt hóa Gò Công. Có thể nói đến thời điểm này, các cấp các ngành trong toàn huyện đang chủ động quyết liệt ứng phó với hạn mặn để giảm thiểu thiệt hại cho người dân. Bởi đây được xem là đợt hạn mặn lịch sử đối với người dân Gò Công Tây nói riêng và toàn tỉnh nói chung. Trước tình hình căng thẳng của hạn mặn năm nay, huyện Gò Công Tây đã và đang quyết tâm triển khai nhiều giải pháp bảo vệ các vùng sản xuất nông nghiệp và nguồn nước sinh hoạt của người dân không bị nhiễm mặn, đồng thời xây dựng phương án kịch bản để ứng phó với tình hình hạn mặn trong những năm tiếp theo.